Giữa chúng ta là những người gọi là làm việc bằng trí óc. Chúng ta hay cho là tầng lớp trí thức. Chúng ta làm việc bằng trí óc, chúng ta có thể lãnh đạo, chúng ta có thể là làm một người quản lý, hoặc là chúng ta là một luật sư, thế thế. Chúng ta có cực khổ đôi bàn tay không? Không. Nhưng mà tại sao chúng ta thường mệt mỏi? Hả? Như vậy không có động móng tay, có phải không? Thậm chí ngồi ở trong phòng máy lạnh, nhưng mà tại sao hở tới là tôi sau lúc là bị stress quá, căng thẳng quá, có phải không? Nhưng mà các vị có thấy cái ông bác nông dân nào giác cái cuốc bên vai lúc gài tôi stress quá có không? Chúng ta không có thấy một bác nông dân nào giác ở trên vai mình cây cuốc, cây cài gì đó mà đi gặp nói người bạn: ông lúc gài sao tôi chết quá không? Có không? Không. Nó rất là lạ như vậy. Cho nên chúng ta cảm thấy rằng chúng ta là người giỏi, là người thượng tầng cơ sở gì đó, người đó tri thức tất cả những vai trò. Nhưng mà sự thật chúng ta sống không có hạnh phúc. Bây giờ muốn hạnh phúc hay không chúng ta tự biết liền. Một người hằng ngày sáng ra đồng cày cấy tất cả mọi thứ, làm coi như là tay lắm chân bùn. Đôi khi chúng ta thấy chụp mấy cái hình lên báo của những người nông dân, của những người làm việc tay lắm chân bùn, chúng ta thấy nhìn những hình ảnh đó rất là đáng thương, đúng không? Nhưng mà chưa chắc ai thương ai à. Tới giờ ngủ mới biết ai thương ai. À, có phải không? Những người tay lắm chân bùn mà đọc báo nhìn thấy trời tội quá ta, tội bác nông dân này chưa nắng nôi thế thế thế. Nhưng mà chiều làm sao? À, chiều cái tắm rửa xong cái rồi coi tivi, ăn cơm rồi, hoặc thậm chí không thèm nữa. À, bắt đầu á, chân cũng thậm chí chưa chắc gì có dép, xin lỗi. À, lên cái vỗ phẹp phẹp phẹp. Rồi sao? À, cái lên ngã lên giường cái sao? À, chút xíu là khò khò khò, ta làm một giấc tới sáng. Còn chúng ta là sao? À, ngon lắm, lái xe nè về tới nhà ha, ra cái gỡ cà vạt ra ha, em kéo mở áo cho anh em à, ngon lắm à thế. Đó, rồi đó nè, cặp táp nè, cất đi thế thế tất cả mọi thứ, ngon không? Ngon. Mà tới tối lên giường sao? Có phải vậy không? Ủa sao mà mình ngon lắm mà, nhưng mà tại sao không biết làm sao mà người ta cứ thậm chí không có dép nữa, không cần luôn, phẹp phẹp người ta làm khò khò. À, còn mình là phải có người thế thế rồi một lát nữa nè, ngải cứu gừng nấu nước ấm rồi lên để anh ngâm chân rồi nghe em thế thế tất cả mọi thứ mà nằm lăn lộn tới sáng. À, ngủ không được. Công ty lúc gài công nhân nó đang có cái tranh đấu nhau, rồi nó đang có những cái vấn đề rồi căng thẳng nhau, rồi ngân hàng nó đang siết cái vấn đề khoản nợ thế này thế kia tất cả mọi thứ. Cho nên ở đây thân chúng ta được phục vụ đầy đủ không, ăn uống đầy đủ không, nhưng mà tại sao chúng ta lại không khỏe? Thậm chí chúng ta có cần massage mát tới đâu nữa? À, bao nhiêu giờ, bao nhiêu tiếng chúng ta đủ tiền để trả, đủ điều kiện để trả hết. Nhưng mà chúng ta lại thấy rằng vẫn mệt mỏi, vẫn lo lắng, vẫn sợ hãi. Tất cả mọi thứ diễn ra trong một cái cuộc đời rất thật của chúng ta. Vậy thì tâm mỏi mệt đã dẫn đến cho con người chúng ta có thể gục ngã trước các ước mơ của mình, gục ngã cho tất cả những công việc của mình. Nhưng những người không có kinh nghiệm tâm không bao giờ biết đó là vấn đề gọi là chi phối những ý niệm từ trong tâm của chúng ta. Cho nên cuối cùng chúng ta khổ đau bởi những cái không thực mà chúng ta lấy đó làm thực. Như bây giờ tôi nói với các vị, khi các vị đi máy bay, tôi cho đi từ Mỹ về đây nữa, hay là bây giờ thôi từ Đài Loan về thôi cho nó ngắn chút, 3 tiếng. 3 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay các vị làm gì? Hả? Có ai bảo cho các vị đi quân cái gì nặng ở trên máy bay, hay đi phục dịch, hay đi đẩy, đi làm gì trên máy bay không? Ngồi không ở trên máy bay hả? Tới giờ ăn cái ta ra bưng tới chỗ, tới giờ uống ta bưng tới chỗ, muốn cái gì cái bấm cái tông cái là ta đến, ta hỏi cần gì phục vụ tới nơi. Sướng không? Sướng. Vậy mà đi xuống máy bay cái sụm,
Mệt quá, mấy tiếng hồ đi gì mệt quá. Mệt gì gì vậy? Hả? Không có làm cái gì hết trơn á. Ngồi ăn người ta cũng phục vụ tới nữa. Có một cái phải đi thôi. Có phải không? Cái đó bất đắc dĩ thì không ai phục vụ tới nơi được. Phải tự đi. Còn suốt cái thời gian ngồi trên máy bay là người ta phục vụ hết á. Mà mệt quá trời ơi, đi trời ơi, bệnh gì mệt chết luôn nha. Tôi hỏi mệt gì? Mệt gì? Sợ chết mệt chứ gì? Có phải không? Như vậy 3 tiếng đồng hồ đó chúng ta căng cân não là vì sao? Sợ chết. Vì sợ sự cố máy bay sẽ xảy ra. Như vậy khi mà chúng ta mà đi cà lê lết, các vị thấy một số người xuống máy bay đi lết 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 không? Tôi hỏi làm gì cực mà làm lết dữ vậy? Thiệt. Cho nên đây là một cái điều mà các vị thấy, ủa sao chúng ta không có bao giờ dính dáng đến mọi thứ mà sao cơ thể của chúng ta sụi vậy? Đây là điều rất là cơ bản. Hồi nãy giờ tôi nói ra một cái như vậy, các vị thấy cái dòng chảy của tâm thức nó chi phối rất là quan trọng, và chúng ta không biết làm sao để giải tỏa vấn đề này. Cũng cùng là người đi máy bay, nhưng mà nếu tâm thức người đã vững vàng hoặc là người ta bình an thì phải nói những thời gian trên máy bay là người ta rất rất khỏe và rất hạnh phúc, không ai làm phiền. Tôi nói các vị là như vậy. Còn ở đây chúng ta cứ, thậm chí người ta có thể mà chiết tính á, 1 triệu lượt thì mới có 1 lượt có sự cố. Tức là sự cố giữa tai nạn và sự an toàn là 1 trên 1 triệu. Nhưng mà chúng ta lại không an tâm bởi cái con số lớn, mà chúng ta lại lo con số 1 đó. Con số 1 đó tự lo. Nhưng mà tôi hỏi với các vị, nếu sự cố máy bay xảy ra, các vị lo để được gì? Hả? Lo để chết. Lo để chết. Như vậy tôi nói với các vị, có những khi chúng ta lo rất là ảo. Lo rất là ảo. Mà chính cái ảo đó, nó lại làm khổ con người thật của mình. Thay vì 3 tiếng đó chúng ta an tâm, chúng ta niệm Phật hay là chúng ta đọc sách hay chúng ta làm một cái việc gì trên máy bay, chúng ta thấy rất thoải mái cho 3 tiếng, giống như là 3 tiếng đó mình đang ban thưởng cho mình. Mình đang tận hưởng những cái thú vui mà mình trải nghiệm du lịch trên không. Mọi thứ như vậy. Nhưng trái lại 3 tiếng đó chúng ta đày đọa chúng ta một cái cách kinh khủng. Chúng ta lại khổ đau hơn tất cả những khi chúng ta làm việc vất vả nặng nhọc trên mặt đất này. Như vậy do cái đầu của chúng ta tự suy nghĩ diễn dịch một cách không có kiểm soát. Chính vì vậy mới làm cho chúng ta đau đớn, ê chề và khổ đau. Vậy thì nhìn lại vấn đề, tâm chúng ta nó vốn không có đứng yên, nhưng mà tùy dòng sinh diệt của nó theo cái hướng tư duy của chúng ta. Có phải không? Nếu chúng ta tư duy một hướng gì vui thì cũng dòng tâm thức vốn sanh diệt đó nó lại là điều làm chúng ta có hạnh phúc và an lạc. Nhưng mà cũng tâm sanh diệt đó, nhưng mà cái hướng tư duy của chúng ta hướng vào cái nỗi lo lắng, sợ hãi, ghen tuông, thù hận, giận tức, tất cả mọi thứ, thì cái tâm trạng đó bắt đầu sao? Nó dẫn đến cho chúng ta bằng những cái cảm giác bất an, đau khổ, quằn quại. Các vị thấy những cái người khổ tâm, nhiều khi mình thấy họ rất là tội. Họ là những người khổ vì cái ảo. Mình biết rất rõ là như vậy, nhưng mà mình nói họ không có nghe. Tôi đã chia sẻ với rất nhiều những người mà bị gọi là hoang tưởng, tức là tự suy nghĩ ra những điều chưa xảy ra hoặc không thể xảy ra, mà tư duy quá nhiều về điều đó để tự hại mình, tự làm khổ mình. Cho nên tôi có giảng với các vị một cái bài giảng là nỗi khổ tâm thật đáng sợ. Đây là tôi chia sẻ với các vị rồi. Cái nỗi khổ tâm đáng sợ. Cái thân vậy á, chứ ví dụ các vị có mệt mỏi mà tâm của các vị không mệt, hay là cái tâm của các vị lạc quan, các vị vượt qua những cảm giác của thân rất là dễ dàng. Tôi cho các vị ngồi trong cái giảng đường này nữa. Nếu tâm các vị lạc quan, các vị cảm thấy một thời pháp 1 tiếng rưỡi không là vấn đề. Nếu 1 tiếng rưỡi nói mà cái thời pháp đó nó trúng với cái tâm trạng của chúng ta, nó trúng với con đường tu học của chúng ta, hay là trúng với hoài bão của chúng ta, ngồi nghe hoài không có chán.
Nhưng mà một bài pháp mà không trúng, nó trúng đâu chứ không trúng mình, thì ngồi sao? Nhanh nhanh đi em nội, nhanh nhanh em nội, đói quá, mệt quá, nhất là tôi biết có những lúc tôi không nghe nhưng mà nó vang ở dưới hết á. Nhất là mấy giảng đường mà không có mặt tôi đó, chắc là tôi nghe nhanh đi ông nội nhiều lắm luôn á. Như vậy thì cái sự thật để mà con người có thể mệt mỏi chán chường nó là như thế. Tôi nhớ ngày xưa nè, cha tôi là thầy á, biết đôi khi tôi làm nhiều khi nhiều công việc mà mình làm, mình tưới rẫy tưới đồ đó, là đôi khi mình cũng mệt mỏi. Thì cái người cha mình mới nói sao? Bây giờ trong đây là 20 líp cải phải không? Thầy cho con 1 líp. Mày làm mày mai này cái líp này là bán được nhiêu là tiền đó con lấy. Xin thưa với các vị, nếu mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta làm này cho nhà, thì thật sự mà nói có những lúc chúng ta rất là mệt. Nhưng mà chúng ta nghĩ đến cái líp cải của mình đó, cái clip đó được cho mình đó, thì bắt đầu sao? Không có mệt. Canh mà thấy trời nắng cái mình phải đi ra tưới liền, vậy giờ nào cũng phải đi làm liền tất cả mọi thứ. Cho nên cái gì mình thấy sao? Cái sở thích, cái quyền lợi, cái gì mà mình đặt vào đó là tự nhiên cỡ nào mình cũng vượt qua. Sớm tối gì cũng vậy. Ví dụ mà không có quyền lợi của mình á, cái mình đổ thừa là mệt nè, đi công việc mới về hoặc làm cái gì đó, hoặc là thôi tối rồi, hay là bữa nay trời chỉ mưa kìa, lát nữa mưa tưới hình chi thế thế. Nhưng mà cái việc của mình thì các vị nên nhớ, khỏi cần cái gì hết trơn á, làm là chắc ăn nhất. Đây là điều mà các vị thử các con các vị đi. Thử các con các vị đi. Các vị kêu cái gì nó không làm nhưng mà cho quyền lợi vào trong đó là tự nhiên cũng việc khó đó đó, nó trở thành dễ. Cho nên vừa rồi tôi có xúi một cái nhóm người Phật tử mà biết người thân của mình là bài bạc, rượu chè, mèo đồng gà chó ăn chơi, biết rất rõ là như vậy đó, nhưng mà muốn giúp cho người thân mình kêu nó nghe bài pháp nó không nghe, kêu bài pháp không nghe, tôi mới nói rằng bây giờ mướn nó, không có cho tiền khơi khơi nữa, mướn nó. Bây giờ biết ngày nào mê rượu phải không? Thì mà mê bài gì đó, hay là mê ăn mê chơi gì đó, tất cả chọn những bài pháp mà phù hợp với đối tượng. Đây nè, không có cho nữa, bây giờ nghe được bài này 50 đô. Nhưng mà không phải là không nghe rồi phải hỏi lại trong đó nói gì phải kiểm tra đàng hoàng chứ. Xin thưa với các vị, vì 50 đô buộc lòng sao phải nghe nè. Đầu tiên không phải, tôi không phải khoái ông mà tôi nghe đâu, nghe ông nội. Vì 50 đô mà bất đắc dĩ tôi phải gán mà dảnh lỗ tai tôi nghe. Sự thật với các vị, trường hợp này từng xảy ra. Kêu nghe nó không nghe. Nhưng mà cuối cùng rồi mướn nghe. Nhưng mà nhờ những trường hợp như vậy, tiếng đặng, tiếng được, tiếng mất gì đó, cuối cùng cũng có một số người được thay đổi tỉnh ngộ. Cho nên tôi nói với các vị, trước hết phải tùy đối tượng mà giúp cho họ chuyển hóa, tu tập như thế nào một cách thích nghi. Đây là sự khôn ngoan của chúng ta. Và có những lúc chúng ta cũng phải đặt ra cái gì đó để giúp con người mình tinh tấn vượt qua những rào cản thử thách đang là. Cho nên hồi sáng tôi nói với các vị là động cơ tu hành rất là quan trọng. Cho nên có những khi chúng ta không tinh tấn, chúng ta hãy đặt ra những động cơ cho chúng ta, thì tự con người chúng ta sẽ trở lại với trạng thái tinh tấn liền. Còn nếu chúng ta không đặt ra những động cơ thì những cái phiền não, những cái thói quen của con người mình từng cho phép, từng chiều chuộng mình, nó sẽ là cái cuốn hút và nó lôi mình đi theo hướng khác. Cho nên có những lúc quán chiếu để tự dặn lòng mình, để tự thay đổi cái suy nghĩ theo một dòng hướng tích cực. Cho nên cái ý niệm nó rất là quan trọng trong mỗi con người chúng ta. Khi học và tu, không phải là cái lời nào chúng ta cũng ứng dụng hết, nhưng muôn vàn lời đó nó sẽ có một câu làm định hướng cho chúng ta trong một hoàn cảnh nào đó, hay là trong một cái việc gì mà chúng ta đang gặp phải đó. Các vị nên nhớ, hồi sáng tôi nghe một cách cơ bản bài giảng pháp của Thượng tọa Pháp Đăng rất là hay. Mà phải nói rằng là nếu ai chưa từng gặp thầy mà cũng
nghe cái tiếng thôi nhưng mà không phải là có cái mặt trên giảng đường, thì chúng ta nghĩ ai? Thật sự mà nói lúc đó là chúng ta nghĩ là sư ông Thanh Từ, rất là đặc biệt như vậy. Cho nên là sáng tôi gặp thầy tôi mới nói: thầy, mai này hòa thượng mà 100 tuổi mà viên tịch rồi đó, mà ai mà nghe thầy giảng đó, người ta nhớ hòa thượng mà người ta khóc chết luôn á. Tôi nói thật như vậy. Không hiểu tại sao có những cái mà nó giống một cách gọi là ngạc nhiên luôn. Như vậy thì tôi nói rằng mỗi một bài pháp, trong đó không phải là chúng ta nghe hết và tận dụng hết, nó sẽ có những cái nó phù hợp với trạng thái tu hành của chúng ta, hay là khổ vui của chúng ta đang là. Và chúng ta sẽ lấy để chuyển hóa mình. Đây là điều mà các vị nên nhớ. Cho nên những cảm giác giận, ghét, thù, hằn, tất cả mọi thứ, nó cũng chỉ là những ý niệm phù qua, nhưng mà do chúng ta dính mắc cố chấp bằng những cái suy nghĩ của chúng ta, bám víu cố chấp, chấp chặt nó, giữ ý niệm đó để nó tàn phá tâm hồn của chúng ta, trong khi nó chỉ là ý niệm thôi. Các vị thử nghĩ những nỗi khổ niềm đau của các vị, không phải là trời đánh các vị, cũng không phải là ai giấy cây ai đập các vị để mà sụm ở đó, cũng không phải là xe đụng để chúng ta què cẳng lết ở bên đường. Nhưng mà tại sao chúng ta phải lê lết bởi một cái suy nghĩ thôi? Tại sao chúng ta phải quằn quại với một ý niệm thôi? Cái gì vậy? Cái đó Đức Phật gọi là vô minh đó. Nhớ như vậy, xe không đụng mình, trời không đánh mình, không ai hại mình, không ai làm gì. Nhưng mà chỉ cần một ý niệm chúng ta đưa ra, tại sao chúng ta phải quằn quại chết sống với những ý niệm? Mà ý niệm là gì? Các vị nhìn lại đi, ý niệm là gì? Hả? Ghen tương, thù hận, sợ hãi, đau khổ gì, những cái đó là cái gì? Cái đó chỉ là, cái đó là cái ý niệm trong vòng bao nhiêu giây nó trải qua trong cái hệ thống thần kinh của chúng ta thôi. Nó sẽ không tồn tại nếu chúng ta không bám chấp giữ nó. Các ý niệm buồn vui nó chỉ có tồn tại trong cái hệ thống thần kinh của chúng ta trong cái khoảnh khắc rất ngắn. Nhưng mà vì chúng ta giữ nó lại, nó mới tồn tại dài và có thể dài hơn tùy cái mức độ gọi là giữ của chúng ta. Cho nên khi chúng ta ngủ, tại sao những cái cảm giác đó không còn chi phối? Đây là điều quan trọng. Cho nên những người mà bị quan tưởng, những người khổ tâm, bác sĩ phải cho chúng ta thuốc gì? An thần. Như vậy chúng ta có phương pháp để an tâm, phương pháp để an thần, mà chúng ta đâu có dùng. Cho nên vì vô minh, vì thói quen, vì con người không quán chiếu được tới nơi tới chốn, cái giả trở thành cái thật trong con người của chúng ta, lấy giả làm thật, Đức Phật gọi là vô minh. Và vì vậy quan trái, hận thù, đau khổ, sợ hãi, tất cả mọi thứ đều xuất phát từ những tâm niệm này cả, những tâm niệm mà Đức Phật cho là vô minh. Tham ái cũng không ngoại lệ, nên nhớ là như vậy. Sự tham ái, tình thương yêu dành cho một ai cũng chỉ là những ý niệm nhất thời trong cái dòng chảy của tâm thức của chúng ta. Nhưng tại sao có những dòng chảy tâm thức lại làm chúng ta điêu đứng như vậy, mà có những dòng chảy chúng ta lại cảm thấy bình thản như vậy? Tùy cái mức độ tỉnh giác của con người và cái mức độ mà gọi là hạt giống bên trong của mỗi con người chúng ta đang như thế nào. Nếu chúng ta hướng về sự giải thoát, giác ngộ, lấy đó làm mục đích, thì những hình ảnh mà chúng ta từng tham ái dính mắc đó, lúc đó có còn chi phối không? Cái người mà chúng ta từng gọi là sống chết với người đó đó, thì bây giờ không là vấn đề nữa. Bởi vì sao? Dòng tâm thức của chúng ta đang hướng về một lối khác rồi. Nên nhớ, mai này khổ đau trong cuộc đời cũng phải tìm cách lái tư duy của mình theo một hướng, để các vị tự cứu mình trong những cái tình huống mà gọi là khẩn cấp đó, cần cứu đó. Người tu không tìm được cái giải pháp này và người tu không làm được chuyện này, vậy làm gì? Đây là một trong những điều rất là quan trọng. Vậy thì những người tu của chúng ta cũng quằn quại với những ý niệm đó là vì chúng ta chưa dụng công. Cho dù là người xuất gia 10 năm, 20 năm, xin lỗi, 30 năm nữa, nhưng mà nếu chưa từng biết
quay về với cái sự chuyển hóa, hay là chưa từng biết với cái ý nghĩa giác ngộ, thì sự thật mà nói làm sao có thể cứu được mình. Cho nên một số trường hợp thương tâm, tại sao tu sĩ phải tự tử? Thì vì sao chúng ta chưa từng có những cái giải pháp đó trong lòng? Cái tu, cái vận dụng cái triết lý Phật giáo để ứng dụng, để xoay lại con người của mình là vấn đề rất quan trọng. Là người học Phật mà không giải quyết được vấn đề đó, không có pháp nào ở thế gian giúp chúng ta có thể là giải phóng được cả. Pháp thế gian là giả, lừa dối, phải nói là như thế. Nếu có đi chăng nữa cũng là chỉ là tạm thời lừa dối, không phải là một giải pháp quyết định cho mọi sự hạnh phúc của chúng ta. Nó là những cái rồi nó cũng phải đau khổ thôi. Giống như ma túy cũng đem đến cái hạnh phúc, nhưng mà hậu quả của nó là một sự đau khổ không lường. Mọi cám dỗ trong cuộc đời là hai mặt, nhưng mặt sau lúc nào cũng đáng sợ hơn mặt nổi. Chúng ta nhìn thấy tảng băng trôi ở trên biển, chúng ta nghĩ rằng tảng băng có bằng cái ly này thôi à. Xin thưa, ở trên mặt biển mà nổi lên một cái cục băng mà bằng cái ly này thì chúng ta biết rằng ở dưới chân nó phải lớn bằng 10 cái ly. Và những phù hoa cám dỗ trong cuộc đời là tảng băng nổi đó, phía sau nó cái nỗi đau khổ tôi nghĩ bằng 1000 cái ly. Cho nên đừng ảo tưởng, phải sống thật. Tôi mới nói với các vị, nếu người tu không tận dụng được cái giáo pháp của Đức Phật để tu tập, để chuyển hóa chúng ta, thì chúng ta cũng bị vẽ vời bởi khổ tâm, cũng như bao nhiêu những chúng sinh khác xung quanh mình.